Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc Camry cực kỳ đẹp, lốp nắp, lốp nắp mới thay, chấm vẫn coi như là vẫn còn sơn nguyên. Chiếc Camry sản xuất năm 2003. Sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Mở cửa sau anh ơi. Sẽ quay cho quý vị và các bạn xem chiếc xe đang trên đường về rất đẹp. Với chiếc xe này thì phải nói là xe còm luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Số tự động. Đây chúng ta vừa nhìn nội thất của chiếc xe này Camry này. Chúng ta nhìn thấy là đây là một mình em ngồi. Một mình em ngồi với cái khung mình của em nó cũng khá là đậm người ấy. Và ngồi chúng ta nhìn thấy mới hết một góc. Và dự tính là từ đến đây là chúng ta có thể ngồi được người nữa. Và đằng sau chiếc xe này ngồi được 4 người ngồi. Và chúng ta vẫn còn được thoải mái. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái không gian nội thất của nó không những đã là cái màu cực kỳ đẹp của Camry. Đấy, màu cực kỳ đẹp mà thiết kế khá là sang trọng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy và ngồi rất là êm nhá tất cả anh em nhá. Cô này ngồi rất là êm. Ngồi sau này ở chiếc xe này thì có dàn điều hòa sau. Đấy, vẫn còn rất là mát, vẫn đóng gió và mở gió thì chúng ta có sử dụng bằng cơ như thế này. Và nhìn cái đồ nhựa sau của con này nó không bị xước xát gì cả. Đây chúng ta nhìn thấy một chiếc xe đẳng cấp như con Camry này. Chúng ta nhìn thấy với cái mức tiền đấy thì thưa quý vị và các bạn thì rất là ít những mẫu xe mà có trang bị cho mình đầy đủ những cái gạt tàn ở đây. Nó nói lên một cái gì đó giống như một người ngồi sau ấy, các bạn nhìn thấy nào. Để điếu thuốc đây vẫn có cái gạt tàn mà chúng ta không bao giờ phải để ngoài này. Như bản chất chiếc xe này thì là chủ xe thì không hút thuốc, thế cho nên là rất ít khi mà họ mà bỏ kính ra, có cái thói quen hút thuốc bỏ kính ra để coi như là đường bụi bặm nó vào trần hoàn toàn là chưa có đánh lại xịt đậy, có không chưa có bị bóc ra. Đây các bạn nhìn thấy này, không có một cái vết nào gọi là vết cái hiện tượng của cái tô vít mỏng cắm vào đây để ra trần để đánh lại, trần nó nỉ nguyên sáng trưng luôn. Hộp số tự động này quý vị và các bạn nhìn thấy con xe này bao động cơ 3.0 như hiện tại đang chạy. Cái hay của con Camry 2003 số tự động 3.0 này thì nó hay cái là khi mà chúng ta mà đạp số ấy thì chúng ta sẽ không cảm nhận thấy cái số nó di chuyển đâu. Nó nhảy số êm du, chuyển từ số nọ sang số kia nó êm du luôn. Và với chiếc xe này thì cái công nghệ của Toyota Camry thời đấy nó thiết kế ra cái hộp số này cũng rất là ngon. Chúng ta nhìn thấy là chạy gần như là không có cảm nhận là chuyển số cả. Và phanh thì cực kỳ là ăn luôn, phanh ABS. Nó rất nhạy và đồng thời chiếc xe này có bộ bốn cái giảm sóc nó cực kỳ đặc biệt hơn so với dòng xe khác, nghĩa là chạy cái đường bê tông mà chạy nó êm du bên trong luôn, êm giống như con cờ dao đấy, rất êm. Đằng sau nói này, vỏ vẻ của con xe này thì không có một tí sắt sẹo nào cả các bạn, vỏ vẻ nó không có một tí cái sắt sẹo nào luôn. Và con xe này bọn em sẽ bán mức giá là 275 triệu đồng thôi cho tất cả anh em. Sản xuất năm 2003 với chiếc xe phiên bản số tự động động cơ 3.0. Mặc dù chiếc xe này nó hơi tốn xăng một chút thật, nhưng mà khi chúng ta ngồi lên chúng ta chạy thì sẽ có một cái gì đó nó gọi là rất sướng. Vì lý do không những là cái không gian của nó rộng rãi và ngồi thoải mái và lành như Camry cơ mà. Toyota và Camry nó cũng là một trong những mẫu xe phân khúc cực kỳ là lành rồi. Nó là lành nhất rồi. Bền, siêu bền, chạy Bắc Nam thoải mái, chạy tất cả những cung đường dài mà chúng ta cảm thấy nó không bị mệt mấy. Vì lý do chiếc xe này nó cách âm khá là tốt. Với phần cửa kính thì chúng ta nhìn dung là kính Camry khi chúng ta kéo xuống chúng ta để ý cái kính nó cực kỳ dày luôn. Nó dày phải nó dày hơn những con xe khác rất nhiều, kể cả những con xe đời mới hiện tại cũng rất là ít xe mà những tầm tiền 500-600 triệu, những xe đời mới giờ rất ít con xe mà kính được dày như con Camry này luôn. Các bạn nhá. Cái nội thất của nó thiết kế màu dạ vân gỗ này. Còn nội thất của nó thì sáng đẹp luôn. Và máy còn zin, cam kết với quý vị và các bạn máy số zin. Ngồi trong cái cung đường khá là xấu và neo đèo neo dốc thì chúng ta hoàn toàn đã yên tâm. Và chiếc xe đang trên đường về nha các bác nhé. Và quý vị và các bạn đang có nhu cầu thế này, em ngay số điện thoại là 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Đấy. Chiếc Camry ngồi êm ơi là êm luôn. Giá 275 triệu đồng phù hợp cho tất cả anh em mà đang làm công chức nhà nước, anh em làm giáo viên đấy, giảng viên. Thì chúng ta làm công chức nhà nước thì chúng ta muốn con nó đi nó nhẹ nhàng thanh cảnh bền bỉ thì chúng ta hãy sử dụng chiếc xe này để làm phương tiện đi riêng cho bản thân mình. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin chào, cảm ơn.